Tất cả mọi người, mình là MT và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ thử cung tên bắn bùn thép. Đây, mình có một bó tên đây. Thưa các bạn, đây mình có thể lấy một sợi vài sợi dây. Đây, bó cung tên của mình đây. Bùn thép đây. Cung này, cung đeo, tí đeo ở chỗ ấy. Sẽ buộc vào cái cây mà dài nhất, cây tên dài nhất. Đây cũng là cây mình khá ưa thích. Chắc có khi trong video này nó sẽ hỏng nữa, bởi vì cái đầu mũi này của nó bằng thủy tinh. Ok, đừng kéo nữa, kéo đây, cắt lấy một đoạn. Rồi, đây, một máy. Đó. Thì cái mũi tên này của mình nó khá dài nên là chắc bắn rất rất là cao, cao hơn cái mũi này của mình nhiều. Cái cây tre mình xin được của người ta nó hơi ngắn nên mình chỉ làm được cái mũi như này thôi. Nếu mà có tre dài hơn chắc chắn bắn cao hơn. Thôi, lằng ngoằng làm gì. Mình sẽ buộc nó lại. Như này đúng không nhỉ? Để mình nghiên cứu xem là mà buộc như thế nào là nó ổn nhất nhé. Đây, như này kẹp thịt, kẹp bánh mì. À, quấn vòng tròn, quấn vòng tròn. Quấn vòng tròn như thế này này, đấy. Đó. Quấn vòng tròn như thế này thì chắc là bay đẹp đấy. Mình sẽ bắn 5 mũi nha các bạn. Xong một mũi rồi. Ok, đây là đống cung tên mình đã buộc xong. Chưa xong rồi. Cắt bớt mấy cái đầu này cho nó đỡ sườn xoàng. Đó. Thì mình có 6 cái. Tí vào buổi xế chiều mình sẽ bắn luôn. Đây mũi này nhá. Rồi. Mình nghĩ cái mũi, mấy cái mũi bé bé này lại bay đẹp ấy. Kẹp sẵn vào như thế này. Rồi nó đốt. Wow. Mang. Chuyển góc. Thẳng lên trời. Bắn nha. Ok nhá. Kẹp sẵn ở đây. Đâu này. Đó, cửa góc này. Và đến rồi này. Đó, nhìn thấy không? Đỏ lư. Ok, tiếp cái này nha các bạn. Đây. Châm này. Đó. Ồ, đốt. Bắn. Bắn. Vẫn còn các bạn ạ. Vẫn còn này. Ok, tiếp cái này nha các bạn. Đây. Châm này. Đó.
Ừ, đốt. Vẫn còn các bạn ạ. Vẫn còn này. Còn một cái cuối cùng này thôi. Lắp vào trước, còn đến khi chỉ được bắn. Đốt này. Đó, đổi góc này. Vẫn còn các bạn ạ, vẫn còn. Ôi bốc cháy luôn. Cháy luôn nè. Eo. Cái này mình bắn chắc vẫn bắn một lần nữa đấy. Mình bắn nhá. Ô. Núi này chắc không còn được nữa đâu các bạn ạ. Lôi cung tên ra. Bật lửa quá là phò sạch luôn. Vướng mẹ chặt cao su. Nào, đốt lên của. Bắn lên trời hay bắn đi đâu anh nhỉ? Lôi không dùng queo mẹ không? Nhằm tâm ở dưới một khối nhá. Đây, bắn. Bắn nhá. Ừ. Wow. Bắn. Bắn cao. Bắn tiếp được phát nữa. Con, cỡ. Tiếp lên nhanh lên. Khả năng lên đạn khá là lâu. Đừng ngã con đích vào đầu ấy. Ăn còn, đừng bắn nữa. Bắn đi ơi. Ui, 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 bắn lột trái tóc của con lợp. Sao rồi? Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh của mình Ngo Lớn nhé. Tạm biệt, bye bye.